Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách mua vàng ngọc trên web mua vàng ngọc.my nha. Thì trước hết anh em vào đăng ký cái này thì mình sẽ dạy cho anh, hướng dẫn anh em nha. Anh em đừng có mà bỏ qua phần này, đăng ký cái này khá là khó á. Không phải khó mà là tại anh em không biết cách thôi. Ok thì tài khoản anh em điền bừa một cái, ví dụ anh em nên là Zcào TV. Ok, mình sẽ để là Zcào TV. Nhưng mà về phần phần là mình đăng ký rồi. Đó, về phần điện thoại này này, phần số điện thoại anh em bỏ cái số 0 của cái số điện thoại anh cho mình nhá. Ví dụ của mình là 0384380863. Đó, 0863 thì anh em bỏ cái số 0 đầu tiên đi nha. Đó, anh em để đấy. Và sau đó anh em nhập mật khẩu vào. Nhập mật khẩu này thì đó thì anh em nhập mật khẩu của anh em vào thôi. Ok, sau đó anh em đăng ký nha, đăng ký, và sau đó nó sẽ gọi là vào thẳng web luôn á. Ở đây thì mình đã đăng ký rồi và bây giờ mình sẽ gọi là hướng dẫn anh em cách nạp tiền. Đó, Zcào TV đây, nhắc chúng ta là Zcào đúng không? Ok thì về phần nạp thẻ đó thì hôm nay mình đã chuẩn bị được cái sẵn được cái thẻ 10.000 đó. Thì anh em nạp ở trên web này hoàn toàn là chiết khấu 100% nha, anh em nạp bao nhiêu được bấy nhiêu nha. Ok, chọn mệnh giá thì bây giờ mình sẽ nạp tạm cái thẻ 10.000 vào mã số thẻ. Đây, số series đây. Đó, là thẻ vô. Điểm là dễ bắt đi. Đó, anh em chờ một lúc cho nó gọi là duyệt lý nha. Ok anh em, thì sau khoảng rất là nhanh thôi thì web đã cộng được 10.000 vào tài khoản anh em. Anh em thấy cái web này nó gọi là giao dịch mắc nhanh đúng không? Không như những web khác thì giao dịch mất phải mất thời gian AD duyệt riết. Ok, thì mình giới thiệu anh em cái tính năng cực kỳ là hay ho đến từ mua vàng ngọc.my nha. Ok, thì đến lượt tiết mục mua vàng ngọc thì anh em vào đây mua ngọc như bình thường thôi. Đó, ở đây có bán hai cái dịch vụ là bán vàng bán ngọc. Thì anh em có thể mua được 1.000 vàng. Rất là dị. Đó, thì ở đây thì web này bán nhanh cho nên là nó mất có một ít thời gian thôi. Ok, tổng 24 triệu vàng và thanh toán. Thế nhân vật thì mình sẽ để gọi là Zcáo TV nha. Thực hiện thanh toán. Và anh em chỉ cần vào game và quên mất. Ok, thì sau khi gọi là anh em ấn như này và nó trạng thái chuyển thành đang chờ thì anh em ấn vào chữ, anh em nhìn thấy chữ bán vàng dịch vụ không? Anh em ấn vào không? Đó, sau đó anh em xuống check cái khung ở đây nha. Ok, ở đây thì có 7 server. Ok, chắc chắn nó có 7 server rồi. Thì server 6 của mình mua là vàng C SR6 không à, vàng SR06 khu vực 48. Thì ở đây thì chắc là nó ở bên gọi là vách núi Kakarot á. Đó thì cái nào cũng thế mà. Ok, bây giờ mình sẽ sắp qua vách núi Kakarot nha, khu 48. Ủa, sao hẹo mẹ rồi? Ủa, không sao, bây giờ mình sẽ về nhà và sau đó đây, capsule đặc biệt của mình bay sang bên là vách núi Kakarot và nhận vàng thôi anh em. Ok, thì khu vực 48 vách núi Kakarot và chúng ta sẽ bay sang làng Kakarot. Thì cái giao dịch này hoàn toàn nhanh chóng tự động, nếu anh em mà làm nhanh ấy thì nó sẽ khoảng chưa vào đến 1 phút anh em đã giao dịch xong rồi á. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuyển vào khu 48. Khu 48. Đó, thì bây giờ mình sẽ xuống giao dịch với lại vàng SR06. Yep, đây rồi. Ok, giao dịch thì ở đây thì pick lock khóa rất là nhanh, như cả anh em pick ra xô luôn. Đó, nhanh không? Xong và có. Ok, giao dịch xong nha anh em. Game là dễ và đi. Rồi ok, vâng, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là Cáo đây và ok, đến với clip này thì hôm nay chúng ta sẽ lại quay lại với ID Gen siêu cấp nha anh em. Ok, thì anh em nào xem thêm kỳ thì chắc là cũng có trên cái clip này đúng không? Đó, thì hôm nay thì mình sẽ gọi là mở skill cho con đệ đấy nha. Thì anh em biết là anh em nào mà đón xem cái series siêu cấp 1 của Genki thì chắc chắn anh em biết là con siêu cấp 1 của nó trước ra là Masenko đúng không? Đó, thì lần này thì mình sẽ gọi là mở đến cho con đệ này nha. Thì Genki nó chỉ còn mất mất niềm tin vào tay nó rồi. Đó, đặt niềm tin vào cái cáo nhỏ. Ok, thì không sao cả, bạn có lòng thì mình có dạ. Ok, đó, hôm nay thì mình sẽ gọi là mở cái skill 2 cho con đệ của cái nick này nha. Đó, thì sơ qua cái nick khá khác gì nick mình nhiều. Đó, ok, còn 500k nữa thì bây giờ mình sẽ gọi là đi sang bên này nhá. Đi sang bên này mà gọi là kiếm một cái khu này ít người. Đây, 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 đây. Ngón, mẹ có ngay khu không người. Perfect, buddy. Ok, bây giờ mình sẽ tách cá thể ra nha, cho con đệ bảo vệ. Ok, biết bao nhiêu ca hit đây. Với tình hình này thì 500k đi nhanh anh em ạ. Ok, rất là dễ. Game rất là dễ bắt đi. Có lẽ mình để attack lúc đi. Mà hình như là cái con đệ này có cả bùa thì phải. Ừ đúng rồi, nó có cả bùa mới không. Ok, thì bây giờ mình sẽ gọi là úp cái con đệ nó lên được 1499 và mình sẽ tiếp tục làm cái thuật nha anh em. Ok, anh em chờ mình tí nha. Gái thôi.
Ok anh em, thì nãy giờ úp cũng được khá khá rồi. Đó anh em thấy không? Là nhanh không mà. 500k thì có bùa này, có bùa xong rồi có đồ này úp nhanh lắm phải không? Ok, thì chuẩn bị đây là 990 thì tôi sẽ dừng nha. Thì 90 là tôi bắt đầu rồi, tháo hết đồ chuẩn bị là sang Nappa đi. Tôi hay mở Nappa hơn, tôi thích mở Nappa hơn. Ok. Đó, thì cái mẹo của tôi là hay mở Nappa thì nó hay là Kame, nhưng mà không biết là nó là cái gì đây. Anh em biết đấy, nếu mà chơi siêu cấp một mà đệ tử nó automate hay là Masenko thì cũng thật cực kỳ khó úp luôn đấy không? Nó, mình nói thật là Masenko thì vẫn úp được, nhưng mà automate thì vẫn úp được, nhưng mà riêng phần Masenko thì phải bỏ thôi. Đó, thì trước thì anh em thấy là cái Zeki nó đen quá, là đen luôn. Đen quá trời đen luôn ạ. Ok. Đi theo thôi em ơi. Có thể lại cái. Rồi rồi rồi. Ok, giờ mình sẽ tiếp một cái tháo đồ nha và gọi là bay sang Nappa để mình mở skill đi. Ok, thì mở bên này thì cũng được thôi, nhưng mà quan trọng là mình không thích. Đó, thì đen ui. Wow. Anh em có thể thấy là cái sức đánh của con này cực kỳ yếu không? Mấy ông thấy không? Quá là yếu đi ạ. Wow. Mình nghi nha anh em nhé. Mình nghi ca này là nó khó khó ra Kame lắm thật. Thường thì mấy cái trường hợp mà cái sức đánh nó thấp quá cực kỳ khó ra Kame, mấy ông. Ok, không sao cả. Thì mẹ chúng ta sẽ gọi là try hard đi. Biết đâu được đấy bất ngờ nó lại ra bùm ra phát mẹ ra quả Masenko tím tím. Ok, mình sẽ cất hết đồ đi và gọi là mở skill thôi mấy ông. Yep, chính xác. Game này khó mấy ông. Mấy ông có thể thấy là sức đánh của con đệ tử đấy thì như tôi nhớ không nhận là 4 à 600 bao nhiêu đấy thì phải. Wow. Thật là khó ngáng quá đi hả? Wow. Cái chỉ số dị vãi anh em. Mình chưa gặp con đệ tử nó thấp sức đánh như vậy luôn á. Thề. Này trăm úp ở ngoài lắm này, chắc là sức đánh nó thấp vậy đây. Chứ cái con siêu cấp của mình ấy thì úp thề với anh em, mình úp là nó hồi nó mở skill 2 thì nó đam nhìn mấy rồi, thề. Nó khỏe vãi đái. Nên là thôi cũng phải gọi là 50-50. Không biết là game khó hay game dễ đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ đổi khu vực. Kiếm một cái khu nào đấy không ngươi chẳng hạn. Khu này có khu cu không ba đi. What's up? Có ai không? Ok, thì khu này không ai thì bây giờ mình sẽ gọi về một cái nick của mình ra để đính gọi là làm thủ thuật nha anh em. Anh em chờ mình tí nhá. Ok anh em ơi. Mình đã quay trở lại đây vào. Ok anh em thấy gì hay hay không? Quá là hay ho xịn sò con bò. Ok thì bây giờ mình sẽ gọi là để cho nó cùng cái thời gian mà để gọi là bom ấy thì mình sẽ dùng sử dụng cái nick này nha. Tài khoản bạn bè. Thế không kết bạn rồi, thế phải bay capsule ở đấy. Mà chị em đéo capsule luôn, đậu xanh. Ok thì mấy ông chờ tí nha, tôi chạy sang cái map Nappa đã nha. Ok anh em ơi. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ gọi là dùng cái skin quen thuộc ở mình nha. Thì bây giờ mình sẽ trói nó và đánh nó lên, sau đó mình nổ nha. Mà trước khi đó thì mình phải giảm con HP đệ tử xuống còn ấy đã. Xuống còn bao nhiêu ta? Mình thắc mắc cái nút đánh ở đâu. Ok, để lên siêu cấp. Thế rồi, cái này mất mất đồ đánh rồi. Từ bắt cay giờ mất đồ đánh á, vãi cả lều đâu rồi. Rồi ok, mình sẽ đấm cho con đệ tử nó còn một tí máu nha, sau đó mình sẽ mới chói và mình sẽ gọi là mở skin nha. Thì hiện tại là chưa thể nào mở skin như kiểu HP nó cao ngang, nếu mà HP bằng ký thì anh em không nên gọi là chưa 5k HP. Ok thì chói và đệ tử bảo vệ. Nếu mà như này thì hơi khó thật anh em ạ, cực kỳ khó luôn đó, nhưng mà hy vọng là đủ 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 thời gian cho anh em.
gọi là tiếp thêm động lực cho Genki nó nâng lên Masenko 7 úp anh em. Ok, bye tất cả em nhé. Bye.